Hello tất cả mọi người, hôm nay Vũ làm một video review cho mọi người biết là ở tại Canada với cái lạnh mà dưới 5 độ âm như thế này thì phải như thế nào và chúng ta phải chống chọi nó ra sao. Thì đây mọi người xem nè, xung quanh Vũ nè, đó, tuyết không, và giờ này nó khoảng âm khoảng 5 độ và tuyết nó đã tan dần, tan dần thì nó sẽ thành băng nha mọi người. Băng này có nghĩa rằng là nó thành giống như đá, cục đá mình uống vậy. Còn tuyết thì nó sẽ xốp. Thì nhiệt độ âm á, thì các bạn sẽ giữ ấm bằng cách rằng là trong gia đình có cái heat là để sưởi ấm, sấy liên tục, nó sưởi liên tục. Còn cái đi lên xe ô tô, hầu như bên đây là hầu như họ đi ô tô hết, nhưng mình đây thì cũng đi ô tô thôi mọi người ạ. Thì khi ra đi ô tô thì trước khi ra thì xe ô tô sẽ khởi động trước để cho nó không có lạnh và luôn luôn ở nhiệt độ là ấm. Và khi đi ra ngoài, ví dụ đi bộ như thế này thì mình sẽ mang 2-3 lớp, và thậm chí là hôm nay 5 độ nhưng mà mình vẫn mang quần tà lỏng đó, mọi người thấy không, và mang giày thôi đó. Thì cuộc sống ở bên này á, ai cũng nói là mà qua Canada lạnh cúm đồ này nọ, thực ra rằng là các bạn đâu có đi ra ngoài đường nhiều đâu. Mọi người xem này, đường phố ở tại Canada này đó, đường phố nè, ở trong xóm nè mọi người, không có người đi ra ngoài nhiều, hầu như là họ chỉ ở trong gia đình và họ ở trong nhà để mà họ lo với gia đình, họ giải trí relax với gia đình, nó không có năng động giống như bên Việt Nam mình. Là ở Việt Nam mình đi ra đường rồi xe máy này nọ các kiểu nó hơi đông thôi, nhưng còn bên đây hầu như họ đi xe ô tô và họ có một cái cuộc sống của họ khác mình rất là nhiều. Nhưng mà Vũ vẫn thích sống ở tại Việt Nam hơn, tại vì thực ra bên đây nó sống không có gần gũi giống như Việt Nam mọi người. Hiện tại bây giờ là tuyết vẫn đang rơi nha, âm 5 độ đấy, cho mọi người xem nè, này đó, cho mọi người xem nè, tuyết nè, đó, tuyết quá trời tuyết luôn ha. Đó, nhưng mà bây giờ nó đang tan rồi mọi người ạ. À, nó lòi tuyết ra rồi, nó lòi đường ra rồi nè, đó đường nè, đó mọi người thấy không, xe đó, mọi người xem nè, xe cộ họ bỏ ngoài đường hết. Nha, mọi người cần Vũ review cái gì thì mọi người comment ha, Vũ sẽ review cho mọi người xem. Vũ xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.